cần phải quan hệ rộng, quan hệ nhiều thì tự nó rộng à. Quan hệ trong giấc mơ thì đúng thực sự là cơn ác mộng, mà đéo hiểu sao sáng thứ hai chào cờ thằng em mình lại khóc. Cô đơn lâu quá rồi không có chỗ nào cho nước mắt được vơi đi. A hi hi, người yêu cũ là đồ con chó. Tao nhìn thấy có thằng nào đó đưa mày vào trong ngõ, đi đóng gạch béo như con lợn, em nó có tiền thấy đeo dây chuyền DSH. Nói thật chứ tao mà không biết bát thì thằng đấy không tuổi gì luôn. Boy đẹp dài mỗi tội đang nợ hơi nhiều. Có thằng rủ tao đi bán ma túy đá nhưng mà sợ hơi liều. Bán chả được bao nhiêu sẵn đồ bú nhiều lại đâm ra ngáo. Có mấy bài chịu bú bấm mấy vẫn in bóc gạ đi làm trai bao. Nhưng mà từ giờ đến tối không xoay được tiền là quảng chó. Yêu đương gì tầm này tiền ăn còn chẳng có. Anh em tốt thì đéo là sáng giờ gọi điện toán thế bao. Sau 6:30 hôm nay chưa biết được ai hơn ai đâu. Mày đợi đấy. Alo, anh Bình Gôn đây phải không ạ? Anh đây. Em là em anh Mạnh đi, dạo này anh có khỏe không ạ? Vẫn thế. À giờ vòng em có tí việc quan trọng định nhờ anh giúp. Nói luôn. Anh mà giúp được em lần này thì suốt đời đỡ ơn anh. Dạ vâng, tình hình là em đang mắc cái bệnh nani, đang ở giai đoạn cuối rồi, nếu không cứu được là em đi. Mới xét nghiệm lâm sàng bác sĩ bảo em bị viêm màng ví, cho nên là em đang rất cần có một khoản tiền nhỏ để mà điều trị. Anh giúp em với. Khổ thật, anh nó bảo là chơi ít thôi. Nó gặp mày chờ dịch vụ, mày chơi cái gì mà tâm hết môi. Chở thức ăn cho chim mà lao cứ như là đang đi bão Hà Nội, mà đi đứng không cẩn thận mấy thằng xe buýt nó đâm chết tôi. Đéo đùa đâu. Thôi được rồi, chiều sang đây ta đưa mày qua lên team à. Vay trong ngày ở trong địa bàn Hà Nội chứ không phải đi đâu xa. Có giấy tờ gì mày cứ mang đi, muốn vay bao nhiêu cũng có. Mày chỉ việc đến lấy tiền còn mọi thứ cứ để anh lo. Mày hiểu không? Ok anh, lấy được tiền em mời anh đi ăn xò lông. Trên cơ 361 mới về thêm mấy con hàng mới ngon như bò mộng. Da trắng chân dài vòng 1 vòng 2 vòng 3 nói chung là căng đét. Còn nếu mà anh thích thì để em gọi cho mấy con bạn dưới quê lên. Bỏ đi em, giúp mày thôi chứ dạo này anh đang ăn chay. Chứ thầm ngày xưa mấy con bò lạc ngoài đường là anh mà chăn ngay. Nói chung là giờ anh sống lành mạnh lắm. Không phải anh ấy, cứ đón anh Mạnh sang đây làm tí bánh kẹo với anh này trôi ngay.